ngày 5 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp ông T.L., 28 tuổi, ngụ ấp Trông Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 30 tháng 11, sau khi học xong môn tiếng Việt do ông L dạy, các học sinh xuống thư viện của trường đọc sách. Ông L yêu cầu một học sinh nữ, 8 tuổi, học lớp 3 tại trường tiểu học thuộc xã Đất Mới, huyện Nam Căn, ở lại phòng học để phụ mình dọn dẹp. Tuy nhiên, sau đó ông L đã rủ em chơi trò bịt mắt đoán đồ vật, đồng thời lấy khăn quàng bịt mắt em lại và hiếp dâm học trò của mình. Thực hiện xong trò đồi bại, ông L hăm dọa em không được kể cho người khác nghe. Sau vụ việc đau lòng, em đã về kể lại với người nhà và gia đình đã đến trình báo công an địa phương. Qua làm việc với công an, ông L đã thừa nhận hành vi hiếp dâm của mình.